quý vị khán giả đang đến với chương trình Bếp Yêu Thương của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện với sự tài trợ bởi nhãn hàng dầu ăn cao cấp Maison. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì hành trình Bếp Yêu Thương đã đến với đảo Ngọc Phú Quốc và chúng tôi đang có mặt tại bãi biển Dinh Cậu, một nơi rất là nổi tiếng với người dân nơi đây. Và khách mời đặc biệt của chúng ta là một giọng hát rất là ngọt ngào, ca sĩ Mỹ Lệ. Xin chào chị. Chào Thanh Thảo. Rất là vui khi cùng được đứng đây với Thảo trên mảnh đất Phú Quốc. Và chúng ta có một cái buổi tiếp cận với cái chương trình Bếp Yêu Thương và cùng phát những cái phát sốt ăn cho những bệnh nhân nghèo, đó là một cái niềm vui. Dạ. Và thực sự là một cái tâm nguyện của Lệ nữa, cho nên là khi mà đứng ở đây thì Lệ cảm thấy rất là vui. Dạ. Chị Mỹ Lệ ơi, khi mà đến với Phú Quốc nè thì có những cái bãi biển rất là xinh đẹp mà người ta nói là nghệ sĩ thì có rất nhiều cảm xúc hay lãng mạn nữa, nhưng mà hôm nay khi mà tham gia vào hành trình Bếp Yêu Thương thì mình có thêm một nhiệm vụ nữa là mình chia sẻ cái yêu thương, thì ngay bây giờ chị thấy như thế nào? Cứ khi nào mà Mỹ Lệ đứng trước biển cũng cảm thấy mình thực sự nhỏ bé. Và chắc chắn rằng với những cái sự nhỏ bé thế này, chúng ta cùng chung sức thì cái Bếp Yêu Thương sẽ tạo thành một cái ngọn lửa rất là lớn, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ khởi đầu bằng cách là ngắm biển như thế này và một ngày dài theo hành trình của Bếp Yêu Thương thì để xem là chị sẽ có những cái chia sẻ như thế nào. Bây giờ thì chị em mình cùng bắt đầu hành trình nha. Dạ, mời chị. Dạ, em chào anh. Anh Hòa. Dạ, đây là ca sĩ Mỹ Lệ. Chào anh ạ. Dạ. Chị Mỹ Lệ ơi, đây là anh Hòa. Anh Hòa đang làm phó chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Dương Đông, thị trấn Dương Đông. Rồi anh cũng là người phụ trách chính của bếp ở đây, tổ trưởng. Anh Hòa ơi, anh chia sẻ một tí xíu về tình hình bếp ăn hiện tại của mình như thế nào anh nhỉ? Thì cái bếp ăn từ thiện này thì lúc đầu tiên thì một số nhà hảo tâm cũng xây dựng lên là từ năm 99. Thì trong quá trình hoạt động thì bước đầu tiên thì chúng tôi chỉ có phục vụ là nấu cháo với nước sôi thôi. Nhưng mà trong quá trình làm á, thì bà con thấy cái này là một sự thiết thực. Nên từ cái chỗ đó mà nhà hảo tâm người ta mới đóng góp. Có người có nhiều rồi đóng góp nhiều, có ít rồi đóng góp ít. Thì từ 2003 đến nay thì chúng tôi phục vụ ngày 3 bữa cơm. Thì trước kia nấu cơm chay, nhưng bây giờ thì là cũng nấu được là bữa cơm mặn nữa. Ai muốn ăn chay thì ăn, còn ai ăn mặn thì ăn. Anh ơi, đem thấy ở đây chợ Phú Quốc các thứ thì vật giá rất là đắt đỏ. Như vậy mà để duy trì một cái bếp ăn 9 năm hoạt động như vậy thì em nghĩ đây là một cái sự cố gắng hết sức của cả tất cả mọi người ở đây. Thì Thảo thấy đó, mắc mỏ như vậy mà để mà có thể có những cái bữa rau xanh cho mọi đặc người biệt là rau củ đó. Thì nó tóm lại là cái rau củ quả thì cũng có một số bà con ngoài chợ ta bán thì người ta cũng có ủng hộ. Sau đó nhưng mà thời gian mà biển động mà rau mắc á thì người ta cũng hạn chế, nên từ cái chỗ đó mình phải mua bằng tiền mặt. Hôm nay thì anh Hòa yên tâm đi, một lát nữa em với chị Mỹ Lệ sẽ đi chợ để kêu gọi mọi người, bà con tiểu thương ở đó ủng hộ nhiều hơn. Bây giờ có biển động đi nữa thì cũng ráng nhín một ít rau để cho những bệnh nhân mình ở đây. Nếu mà hai em được mà tạo điều kiện giúp được cái bệnh bếp ăn thì anh rất xin cảm ơn hai em. Dạ rồi, không có gì, thôi cho tụi em vào trong bếp nha anh ha. Nếu hỏi rằng điều gì làm cho người dân Phú Quốc quan tâm nhất trong các lĩnh vực xã hội ở hòn đảo này, người ta sẽ trả lời ngay, đó là vấn đề y tế và chăm sóc sức khỏe. Bởi vì nơi cách xa đất liền đến hơn 150 hải lý, việc chuyển tuyến điều trị là vấn đề không đơn giản, nhất là đối với những bệnh nhân nghèo. Mấy chục năm qua, Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc là nơi gửi gắm niềm tin của cư dân trên đảo. Bệnh viện đông đúc bệnh nhân và có một bếp ăn từ thiện ra đời cách đây 9 năm, phục vụ hơn 200 suất cơm cho bệnh nhân nghèo. Bệnh viện đang trong giai đoạn xây dựng nên bếp tọa lạc trong một căn phòng nhỏ ở nơi một góc khuất. Những ngày biển lặng, vật giá ở Phú Quốc tuy có cao hơn đất liền, nhưng bà con tiểu thương ở chợ Dương Đông vẫn còn nhín nhúc để hỗ trợ cho bếp ăn các nguồn thực phẩm. Còn vào mùa biển động, giá cả đắt đỏ hơn, việc vận động quyên góp luôn gặp khó. Có khi để nấu một nồi canh cho bệnh nhân, tiền rau củ đã lên đến mấy trăm ngàn đồng. Vậy mà bếp từ thiện ở đây trong suốt hơn 9 năm qua chưa bao giờ để bà con nhận phần ăn chỉ với duy nhất là cơm trắng. Ở nơi đảo du lịch mà vật giá luôn đắt đỏ, việc chia sẻ những bữa cơm ấm áp thật sự có một ý nghĩa đặc biệt với bà con bệnh nhân nghèo ở Phú Quốc, Kiên Giang.
hôm nay khi mà đến với bếp ăn ở Phú Quốc thì chắc là quý vị khán giả cũng cảm thấy là có một tí xíu ngạc nhiên. Bởi vì thường á, chị Mỹ Lệ biết không, khi mà vào những bếp ăn như thế này á, có rất là nhiều tình nguyện viên chia ra thành rất là nhiều tổ, các cô, các chú có khi là lên đến mấy mươi người để phục vụ một lần. Nhưng mà với bếp này thì em thấy nhỏ mà chỉ có mỗi một mình chị Hường thôi hả? Chị Hường, bếp mình được bao nhiêu người thường xuyên hả chị? Bình thường là 5 người. Dạ. Nhưng mà phục vụ trong bếp thì nấu cơm thực thì có 2 người. Dạ. Nấu cháo thì nấu cơm. Dạ. Rồi cái chị nấu cháo thì chị nấu xong cháo là chị đi về hả chị? Sáng nấu cháo với lại chiều đi chợ. Chị Lệ có công nhận là một ngày mà mình nấu cơm cho gia đình thôi nha, 5-7 suất ăn thì mình đã cũng mất cả buổi rồi. Còn đằng này mỗi ngày thì có 200 suất lận. Thì mà nếu không phải là nấu một buổi mà sáng trưa chiều tối nha bà. Thì là coi như chia ra như vậy thì một lần là cũng khoảng gần 100 suất đúng không chị? Rồi thôi chắc chị em mình nhanh nhanh tay ha, để kịp giờ phát cơm. Ở đây mấy giờ mình phát cơm chị? 10 giờ phát cơm. 10 giờ. Hãy chung tay bữa cơm yêu thương, hãy chung tay cho những manh đời, từ con tim sẽ chia ân cần đó, luôn âm thầm bên nhau. Chị Mỹ Lệ ơi, trong mỗi một chương trình Bếp Yêu Thương thì mình có một nhân vật thụ hưởng đặc biệt và được chia sẻ một phần từ phía chương trình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện với dì Hai. Dì Hai đây là mẹ của anh Phục. Anh Phục đang bị lao phổi và điều trị ở bệnh viện này. Dì Hai lớn tuổi như vậy rồi mà bây giờ vẫn đi làm rượu sim, bán rượu sim rồi nuôi con.